Ngày 19 tháng 1, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ 4 thanh niên để lấy lời khai, mở rộng điều tra hành vi bắt trói, đánh một người khác rồi đưa lên xe ô tô chở đi. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 40 phút chiều ngày 18 tháng 1, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Thuận An đang tuần tra thì được người đi đường báo tin có một nhóm người vừa đánh một thanh niên, bắt trói và đưa lên chiếc xe ô tô màu trắng gắn biển số nước ngoài chạy về hướng ngã tư 550. Ngay lập tức, tổ tuần tra tiến hành truy đuổi đến đường DT-743, đoạn thuộc khu phố 2, phường An Phú, thì phát hiện xe ô tô 7 chỗ, nhãn hiệu Toyota Land Cruiser, gắn biển số nước ngoài như miêu tả của người dân nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe có 5 thanh niên, trong đó có một người ngồi hàng ghế phía sau bị trói tay, chân bằng dây rút, miệng đang bị chảy máu. Ngay trong đêm, Công an thành phố Thuận An phối hợp cùng Viện Kiểm sát tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai để điều tra vụ việc.